Đề bài yêu cầu chúng ta ước lượng kết quả của phép tính 2,7 nhân 4. Bạn hãy thử tạm dừng video và tự giải bài toán này. 2,7 gần bằng 3 nên 2,7 nhân 4 gần bằng 3 nhân 4, nghĩa là bằng 12. Đáp án là B. Hãy làm một ví dụ khác. 78 nhân 19,88 xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bạn hãy thử tạm dừng video và tự giải bài toán này.